10.000 con ngựa phi nước đại trên đồng cỏ phủ đầy tuyết. Thật hiếm khi nhìn thấy 10.000 con ngựa cùng phi nước đại với nhau, nhưng tại nông trại chăn nuôi ngựa Di Ly ở khu tự trị Tân Cương thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc, hình ảnh một đàn ngựa cùng phi nước đại bên nhau là một phần trong phần sinh hoạt đời thường của địa phương. Đồng thời cũng là một chương trình du lịch. Sự kiện 10.000 con ngựa phi nước đại trên đồng cỏ phủ đầy tuyết được tổ chức trong chương trình du lịch mùa đông. Quận Zhaoshu nằm ở phía nam thung lũng sông Li, được cư dân Trung Quốc mệnh danh là quê hương của đàn ngựa đến từ thiên đường. Những con ngựa này được chăm sóc và nuôi dưỡng trong chuồng thật cẩn thận. Thỉnh thoảng người chăm sóc chúng thả cả đàn ra ngoài để chúng mặc sức chạy trên đồng cỏ rộng lớn, luyện tập cơ thể. Dần dần hình ảnh đoàn ngựa phi nước đại trở thành bức tranh tuyệt đẹp thu hút du khách. Niềm say mê và ưa thích của du khách chính là nguyên nhân để đàn ngựa 10.000 con cùng phi nước đại bên nhau trở thành một trong số những chương trình quan trọng đón chào du khách đến vùng Tân Cương.